Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ Bản tin thì có bức hại Phát Luân Công tại Trung Quốc Đại Lục Nội dung chính của chương trình hôm nay gồm có tin tức về nữ học viên thiểm Tây dù bị liệt do bị ngược đãi trong trại giam vẫn bị kết án 3 năm tù chỉ vì tu luyện Phát Luân Công Ngoài ra còn có tin tức về nam học viên Cát Lâm 74 tuổi mắc bệnh nghiêm trọng sau hơn 2 tháng giam giữ thế nhưng chính quyền vẫn từ chối cho gia đình vào thăm Sau đây là nội dung chi tiết Tin tức thứ nhất dù bị liệt do ngược đãi trong trại giam, nữ học viên Thiểm Tây vẫn bị kết án 3 năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Ngày 5 tháng 6 năm 2024, một cư dân 61 tuổi ở thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây bị kết án 3 năm tù và bị phạt 2.000 nhân dân tệ chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Bà Cường Tiểu Hiệp bị đe dọa tăng mức phạt nếu kháng cáo. Bà được tại ngoại sau khi bị liệt nửa người trong khi bị giam giữ, chưa rõ bà có bị đưa trở lại nhà tù hay không. Bà Cường bị bắt vào ngày 27 tháng 3 năm 2023. Sáng hôm đó, bà tới đồn công an thị trấn Song Chiếu và đưa cho đồn trưởng một bức thư kêu gọi ông ấy và cấp dưới hãy ngừng bức hại các học viên Pháp Luân Công. Bốn cảnh sát do ông Vương Huy dẫn đầu, chiều hôm đó đã tới lục soát nhà bà Cường mà không hề xuất trình giấy tờ tùy thân hay lệnh khám xét. Họ tịch thu pháp tượng nhà sáng lập Pháp Luân Công và một số tài liệu thông tin tại nhà bà. Cảnh sát cho hay, Vụ bắt giữ bà nguyên nhân không phải do bức thư, mà vì họ nghi ngờ bà Cường dán các tài liệu chân tướng Phát Luân Công ở thị trấn Song Chiếu. Họ đưa bà tới phân cục công an Thái Hồng và giam giữ bà ở đó 10 ngày. Bà Cường bị tạm giam hình sự và bị chuyển tới trại tạm giam Tần Đô vào ngày 7 tháng 4 năm 2023. Do bị ngược đãi trong trại giam, bà bị liệt nửa người bên trái và không thể tự chăm sóc bản thân được nữa. Cảnh sát đưa bà tới bệnh viện công an 215 và lệnh cho chồng bà tới đó chăm sóc bà. Chồng bà Cường từ chối lên án cảnh sát đã khiến vợ ông bị liệt và đang cố gắng trốn tránh trách nhiệm. Không lâu sau đó, mẹ ông, được vợ ông chăm sóc trước khi bị bắt, đã qua đời. Trong khi vẫn đang thương tiếc về sự ra đi của mẹ mình, ông buộc phải đón vợ về từ bệnh viện vào ngày 18 tháng 8 năm 2023. Cảnh sát từ chối tiếp tục chi trả viện phí cho bà Cường. Sau đó, công tố viên Hoàng Viện của Viện Kiểm sát Quận Tần Đô đã truy tố bà Cường. Tòa án Quận Tần Đô tổ chức một phiên tòa vào ngày 30 tháng 1 năm 2024 ngày 5 tháng 6, thẩm phán thường bảo dân kết án bà Cường 3 năm tù cùng 2.000 nhân dân tệ tiền phạt. Ông ta đe dọa bà và yêu cầu bà không được kháng cáo, nếu không sẽ tăng mức phạt đối với bà. Bức hại trong quá khứ Bà Cường bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, nhưng đã ngừng tu luyện sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Bệnh tình của bà trở nên nghiêm trọng vào tháng 8 năm 2000, nhưng không đủ tiền chữa trị. Sau đó, bà quay lại tu luyện Pháp Luân Công và đã nhanh chóng hồi phục hoàn toàn. Là người gốc huyện Phú Phong, tỉnh Thiểm Tây, bà Cường chuyển tới ở cùng bố mẹ chồng ở thành phố Hàm Dương vào năm 2016 để chăm sóc ông bà cụ. Trong thời gian rảnh, bà cùng các học viên địa phương học các bài giảng pháp luân công và giảng chân tướng cho người dân về cố bức hại. Bà Cường và 10 học viên khác đang tụ hợp tại một nhà riêng vào ngày 24 tháng 3 năm 2021, thì hơn 10 cảnh sát từ phân cục công an Thái Hồng bất ngờ xông vào. Cảnh sát coi bà là mục tiêu chính vì họ phát hiện số lượng lớn tài liệu chân tướng phát luân công trong túi bà. Gia đình đổ lỗi cho bà vì bà tu luyện phát Luân công và nói rằng nếu bố mẹ chồng bà đều ở tuổi 91, quá lo lắng cho bà và qua đời thì đó chính là lỗi của bà. Cảnh sát cũng đe dọa sẽ trừng phạt bà nặng nếu bà cự tuyệt từ bỏ phát Luân công. Dưới áp lực từ cả cảnh sát và gia đình, bà Cường đã viết tuyên bố từ bỏ phát Luân công và tiết lộ thông tin về các học viên đã cung cấp tài liệu cho bà. Bà bị giam giữ hành chính 15 ngày và được thả về nhà ngay sau đó. Do bùng phát dịch COVID-19 ở địa phương, cảnh sát không yêu cầu bà phải chấp hành lệnh giam giữ. Sau đó, bà Cường viết một nghiêm chính thanh minh nhằm hủy bỏ tất cả những gì nói và viết trái với lòng mình trong khi bị giam giữ. Bà tiếp tục giảng chân tướng về cuộc bức hại. Bà lại bị bắt vào khoảng tháng 10 năm 2022 sau khi bị tố giác vì phát tặng tài liệu chân tướng Phan Luân Công. Người từ đồn công an song chiếu đã giam giữ bà một khoảng thời gian nhưng không rõ là trong bao lâu. Tin tức thứ hai, mặc dù nam học viên Cát Lâm 74 tuổi mắc bệnh nghiêm trọng sau hơn 2 tháng giam giữ, thế nhưng chính quyền vẫn từ chối cho gia đình vào thăm ông. Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Ngày 20 tháng 6 năm 2024, trong khi bị giam giữ chỉ vì tu luyện pha Luân Công, ông Điền Ngọc Xuân bị nôn mửa và bất tỉnh. Ông được chẩn đoán mắc bệnh tắc ruột. Bất chấp tình trạng sức khỏe của ông như vậy, thân nhân vẫn không được vào thăm ông. Ông Điền, 75 tuổi, là người thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, bị 4 người từ đồn công an Kim Tiền Bảo, quận Nhị Đạo, bắt giữ tại nhà vào ngày 18 tháng 4 năm 2024. Họ cho biết họ nhắm tới ông là bởi cấp trên lệnh cho họ phải đạt chỉ tiêu và bắt giữ một số lượng nhất định học viên phát luân công trước ngày mùng 1 tháng 5, ngày lao động Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc thường tăng cường đàn áp các học viên phát luân công và những ngày nhạy cảm của nó. Những người này tịch thu của ông Điền các kinh sách phát luân công và các vật dụng có giá trị. Họ hứa thả ông sau khi thẩm vấn ông, nhưng ngày hôm sau lại đưa ông vào trại tạm giam số 1, thành phố Trường Xuân. Trong quá trình kiểm tra sức khỏe bắt buộc, ông Điền được phát hiện bị huyết áp cao, có triệu chứng đột quỵ và bong võng mạc. Theo quy định, ông không đủ điều kiện để bị giam giữ, nhưng trại tạm giam vẫn tiếp nhận ông. Gia đình ông Điền khiếu nại tới trại tạm giam nhưng không có tác dụng. Sau đó, họ tìm tới hiệp hội người khuyết tật địa phương nhưng hiệp hội này từ chối hỗ trợ. Gia đình ông đã thuê một luật sư cho ông nhưng trại tạm giam lại tuyên bố ông Điền là tù nhân chính trị và không cho phép ai gặp ông, kể cả gia đình hay luật sư. Trại tạm giam này thậm chí còn đe dọa thu hồi giấy phép luật sư nếu vị luật sư này còn dám tiếp tục đại diện cho ông Điền. Sau khi ông Điền kiểm tra thấy mắc các bệnh nói trên vào ngày 20 tháng 6, Trại tạm giam vẫn không cho người thân vào gặp ông. Đây không phải lần đầu ông Điền bị nhắm đến chỉ vì tu luyện pháp luân công, pháp môn mà ông tin rằng đã chữa khỏi bệnh tim và bệnh viêm thận cho ông, đồng thời giúp ông bỏ thuốc lá và ngừng uống rượu. Trước đây ông từng bị bắt nhiều lần và bị kết án một năm lao động cưỡng bức sau mỗi lần bắt giữ, bị ngược đãi trong thời gian thụ án một năm lao động cưỡng bức. Ông Điền bị bắt vào ngày 11 tháng 3 năm 2002 và bị giam giữ 30 ngày trong trại tạm giam thành phố Trường Xuân trước khi ông bị kết án một năm lao động cưỡng bức trong trại lao động Triều Dương Câu. Bảy ngày đầu tiên trong trại lao động, ông Điền bị ép phải ngồi trên một chiếc ghế nhỏ từ 5 giờ sáng tới 10 giờ đêm mỗi ngày, chỉ được nghỉ vào thời gian 3 bữa ăn. Chỉ một cử động nhỏ nhất cũng khiến ông bị đánh đập. Ông cũng bị bắt phải học thuộc nội quy trại tạm giam. Do ngồi lâu, mông của ông bị mưng mủ. Một tuần sau, ông Điền bị đưa vào đội 4. Vừa tới đó, một trưởng nhóm và một phạm nhân đã dúi đầu ông vào khoảng trống giữa các bậc thang của một chiếc giường tầng sau đó, họ vặn tay ông ra sau lưng và dùng một tấm ván gỗ đánh vào mông ông. Đồ ăn duy nhất ông được cung cấp là bánh ngô và bắp cải. Do điều kiện sống thiếu thốn, ông Điền bị ghẻ lở khắp người, ngứa không thể chịu nổi, có một nước gì ra mù và nước dịch. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.